các bạn thấy không? Con cá này là con cá rô phi nè, bọn tôi mới giăng lưới xong á. Còn con cá bữa là con cá rô biển nó khác, con cá rô phi nó khác. Nè cá rô phi nè, nó dày như cái gì, còn cá rô biển bữa đó, nó nhỏ. Các bạn coi là cái tập đi giăng lưới á, thăm lưới á, thì bạn nói con cá đó là con cá rô phi, nó không phải, cá rô phi nó khác. Còn bạn nói là nó cá rô biển là một loại cá rô phi khác thì có thể là đúng. Còn cá rô phi của tụi tôi nó vậy nè. Đó. Nay giờ làm cái gì ăn ta? Ngày giờ làm gì? Nhiều lắm á nha, nướng ăn cũng được nè, chiên ăn cũng được nè. Chiên xả, muối xả là cũng chiên, chiên xả sốp cà đúng không? Ừ. Rồi chiên tương. Chiên tương nó lạ đó. Lạ không? Lạ. Ngon lắm mày. Thôi chiên tương. Giăng lưới rồi nó chết hết rồi các bạn. Cái này là mình phải mặn chứ để là nó chết. Còn ngấm ngáp kìa, còn một hai con còn ngấm ngáp. Sống không? Gà rộng rồi đâu, giờ mình chưng hết đi. Ừ. Giờ mình chưng mấy con bự đi, mấy con nhỏ mình bỏ tủ lạnh, muối, mai kho gì đó ăn. Ha. Ừ. Giờ vô chung tương. Quy làm món này được không? Được. Ok. À, các bạn thấy không? Như đây khoảng ký hơn ha. Ký hơn. Hồi cực kỳ tốt này, kéo ra mọi người nha, nhìn cho em, nó giãn nhưng mà nó sẽ không bị giãn hẳn ra mà nó sẽ có cái độ đàn hồi cực kỳ là tốt cho mọi người. Cho nên là khi các anh mặc lên người thì sẽ vô cùng dễ chịu, thoải mái cũng như là thấm hút mồ hôi. Đó, năm màu của nhà em ở đây thì màu nào cũng rất là đẹp và nhà em sẽ có đủ size cho tất cả các anh là từ 45 cho tới là 90kg mọi người nhá. Nhận hàng cứ yên tâm mở ra kiểm tra thoải mái cho bên em trước khi đánh toán, ok chưa? 5 áo cho em kèm số điện thoại, 10 áo kèm số điện thoại, có số điện thoại mình có đơn hàng thành công cho em nhá. Màu này của nhà em ở đây sẽ là tông màu đen này. Tiếp nữa em có ở đây là tông màu xám nha mọi người nhá. Màu ghi xám cho em, màu nào cũng rất là đẹp mọi người ạ. Form dáng lên rất là chuẩn chỉnh luôn. Khi nhận hàng là mọi người cứ yên tâm, mình mở ra mình kiểm tra cho em thoải mái trước khi đánh toán nhá. Đấy, chẳng bao giờ mà có một cái mã áo gọi là thuner lạnh dài tay co giãn đẹp như thế này, hàng nó xịn như thế này mọi người nhá. Mà giá hôm nay em chốt chỉ có 199.000 năm áo đâu. Hôm nay lại còn miễn ship về tận nhà cho tất cả các anh các chị nữa đi ạ. Màu này thì mọi người lên cho em, đây sẽ là tông màu xanh than, xanh biển đậm nha mọi người nhá. Thôi xanh than đi, xanh than cho dễ chốt mọi người nhá. Màu này lên cho em, đây sẽ là màu xanh than giúp em nhá. Và tiếp nữa nhà em sẽ có đây cho mọi người sẽ là cái tông màu trắng mọi người này. Màu rất là đẹp luôn nhá. Nhà em có 5 màu thì cho canh là mình chọn màu thoải mái luôn, chọn size cứ thoải mái luôn cho em nhá. Đó, mình chọn 5 màu cho em nha. Cứ nhớ cho em là giá nhà em lên đơn 199.000 năm áo, chốt cho em combo 5 áo là được nha. Màu này của nhà em đây là màu trắng. Và tiếp nữa em có đây sẽ là tông màu xanh biển nha mọi người nha. Xanh biển, xanh than này, màu trắng này, màu đen này và màu ghi xám, 5 màu cho em nhá. Màu này là màu xanh biển cho em này. Form dáng rất là đẹp này, mặt trước mặt sau rất là chuẩn chỉnh luôn. Co giãn đàn hồi rất là tốt nhá. Chất này là chất thun lạnh co giãn 4 chiều cho em, mặc nó thoải mái và thấm hút mồ hôi cực kỳ. Cổ tròn tay dài cho em, chuẩn chỉnh từng đường may mũ chỉ, ok chưa ạ? Logo in ép nhiệt cao tần cho em, không bay không sủ không chóc, giặt máy giặt tay thoải mái, ok cho em nhá.